Như vậy là mình xong được ba ý đầu các em ha. Để xóa các bảng đi cho nó gọn. Tiếp tục các em qua ý số 4. Qua ý số 4. À. Thì có một cái câu đố này nhỏ, đố các bạn biết trong ý 4 thầy có chỉnh một cái thông tin gì nhỏ rồi. Nếu bạn nào thấy thì các em thể comment phía dưới cũng được ha. Rồi, thì trong câu 4 các bạn đọc đề bài. Đi qua ba điểm ABC và có tâm nằm trên mặt phẳng OIZ. Vậy thì khi đọc một cái đề bài mà viết trên mặt cầu thì các em nên đặt câu hỏi mình sẽ dùng dạng nào? Dạng 1 hay dạng 2? Đó. Thì muốn biết dạng nào thì thầy có lúc nãy thầy đọc các bạn đọc cho các em ghi kinh nghiệm thì tích lũy lại rồi. Được chưa? Rồi thì chắc chắn bài này mình thấy ngay cái từ khóa là đi qua ba điểm, điểm A, điểm B, điểm C. Chắc chắn là dạng số mấy này là dạng số 2. Được chưa? Dạng số 2. Thì nếu như trong dạng 1 á thì bắt buộc các em phải tìm được cái tâm y là bao nhiêu. Này, và tìm được cái bán kính. Thì các em thay phương trình là xong. Còn dạng 2 thì các em phải tìm cái gì? Thì các em nhìn trên đề bài này, các em phải tìm được hệ số A, tìm được hệ số B, tìm được hệ số C và tìm được hệ số này, hệ số D. Được chưa? Đó. Vậy thì với cái định hướng như vậy đó, mình sẽ đi vào cái lời giải của câu số 4. Ha. Dùng dạng 2 là thầy sẽ làm như sau này. Đầu tiên mình sẽ gọi phương trình mặt cầu S có dạng, cho thầy xin phép thầy cái tắt chữ phương trình một tí. Rồi, có dạng là x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2ax trừ 2bi trừ 2cz. Giờ này cộng d sẽ bằng mấy? Bằng 0. Với a bình cộng b bình cộng c bình trừ d, này lớn hơn số mấy này? Số 0. Được chưa? Đó. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ đi tìm a, tìm b, tìm c và tìm d là 4 ẩn. Thì 4 ẩn thì các em phải tìm được 4 thông tin, là kết nối được 4 phương trình đó thì các em mới làm ra được. Và bây giờ mình sẽ khai thác ha. Và thầy cũng lưu ý luôn, cái phương trình mặt cầu dạng này thì cái tâm y được tìm sao các em mình nhớ không? Rồi các thầy nhìn liếc vào góc bên trái cái màn hình này là cái tâm y này đó, thì chính là các hệ số là a, b và gì đấy, và c. Được chưa? Thế thì bây giờ mình xử lý thông tin nha. Rồi ta có, em có cái gì? Mặt cầu mình đi qua a, qua b, qua c, tức là mình có ngay là điểm a sẽ thuộc mặt cầu S, đi qua b là điểm b thuộc mặt cầu S, đi qua c là điểm c thuộc mặt cầu S. Được chưa? Còn có tâm nằm trên, tức là tâm y ấy, nằm trên mặt phẳng OIZ, tức là tâm y của mình sẽ làm sao? Thuộc. Rồi, thuộc cái mặt phẳng OI là OIZ. Được chưa? Và các em cũng lưu ý, cái chỗ này được ghi là A thuộc S, không bạn nào ghi là S thuộc A nha, ghi là B thuộc S, C thuộc S. Tại vì khi thầy chấm bài thi, nhiều bạn sẽ ghi ngược như vậy thì sẽ bị sai. Được chưa? Bây giờ mình sẽ khai thác thế số làm sao. Thì các em nhìn thầy hướng dẫn một cái. Thầy sẽ chọn điểm B để khai thác thế trước nha, chọn điểm B, nhìn điểm B này. Điểm B này. Đó. B thuộc S thì nghĩa là mình xử lý làm sao? Nghĩa là như vậy, mình sẽ đem tọa độ B mình thay vào phương trình mặt cầu. Nhưng thay vào x, y, z hay thay vào a, b, c, d thì nhắc lại các em là mình sẽ thay vào x, vào y, vào z. Và tương ứng như vậy này, nhìn tay địa chỉ này nào. X này mình thay bằng số 1 này, đó là hoành độ. Còn y là tung độ, mình thay bằng số 2 này. Z mình thay bằng số mấy này? Bằng số 1 đó. Nhớ thay vào x, y, z chỗ này cũng vậy. Được chưa? Bắt đầu thay ha. Này là 1 bình phương, y thay bằng 2 này là 2 bình phương, còn z thay bằng số 1 này là 1 bình phương, trừ 2ax, x mình thay bằng số 1 cái này là chính là trừ 2a, còn y mình thay bằng số 2 chính là trừ 4b, chữ này là trừ 4b, cái này z mình thay bằng số 1 thì chính là trừ 2c, rồi cộng d sẽ bằng mấy đây? Bằng 0. Đó, được chưa các em? Rồi về tương tự lúc này điểm a, điểm c các em thấy cũng vậy đó. Tại vì đến lúc này thầy nghĩ là các em có thể ngưng video và bắt đầu mình chép bài và giải lại và tự thay điểm A thôi, tự thay điểm C thôi. Em nào siêu thì thay điểm Y luôn, xử lý thông tin này, Y thuộc OIZ thôi này. Rồi sau đó các em sẽ coi lại cái video của thầy và thầy sẽ cho các bạn coi lại tiếp theo. Được chưa? Rồi, chào mừng các em trở lại. Mình sẽ tiếp tục, các em có thể lấy cái bài mình làm dò với lời giải của thầy ha. Và nếu bạn nào chưa biết thay còn hoang mang thì nhìn kỹ đây, thầy sẽ phân tích từ từ. Đầu tiên là bây giờ tiếp tục cái điểm A đây, x1, y1, z1, các em thay tướng vào là 1 bình phương
cộng 1 bình phương cộng 1 bình phương x thành 1 là trừ 2a trừ 2b trừ 2c rồi cộng d sẽ bằng mấy là em bằng 0. Cái điểm c này x 1 này y 1 này z bằng 2 này thay vào là 1 bình phương cộng 1 bình phương cộng 2 bình phương trừ 2a trừ 2b trừ 4c cộng d sẽ bằng mấy là em bằng 0. Được chưa? Còn đến lượt cái điểm y thuộc mặt phẳng OZ thì các em nhớ ngay là một cái điểm mà thuộc các mặt tọa độ hay là các trục tọa độ ấy, thì mình nhớ cái gì? Thầy cứ chỉ các bạn kinh nghiệm ở những bài học đại học trước rồi, đó là thiếu chữ gì thì mình thay nó bằng không. Thì trong bài này điểm y thuộc mặt phẳng OZ thiếu chữ x, được chưa? Thiếu chữ x là thằng mình sẽ cho là hoành độ sẽ bằng không. Trong bài này a sẽ bằng gì đây? A sẽ bằng không, được chưa? Đó, thì tin chắc là các em nếu mà các em coi một cách tập trung nhất thì tin chắc em sẽ hiểu kỹ những phần này và học rất nhiều thứ, được chưa? Và bây giờ các em sắp xếp là thì giải cái hệ này thì bây giờ chỗ nào có a nha, chỗ nào có a thì theo một số không nhìn cách thì ghi này, kiểm tra này cũng bị em dễ nhầm này. Rồi. Chỗ nào có a thay bằng không mất này còn là trừ 2b hay là trừ 2c và cộng d sẽ bằng. Còn ba cái thứ này nó cộng lại nhau là 3, đẩy qua bên đây là trừ mấy là trừ 3. Chỗ này là a thay bằng không này mất, còn trừ 4b này, này chính là trừ 2c này, này chính là cộng d này sẽ bằng. Còn 3 này cộng nhau là 4, 5, 6 chuyển qua bên đây là trừ mấy là trừ 6. Cái này a thay bằng không nha, a thay bằng không này còn là trừ 2b là trừ 4c còn cộng d rồi sẽ bằng mấy. Cái này em cộng là 4 cộng 1 6 chuyển qua là trừ 6, còn cái thằng a mình vẫn là không ở dưới này, được chưa? Thì lúc này cái hệ này thì em bấm máy tính, cái này bấm máy tính hệ bạn thôi, mình coi b là x, c chính là thằng y, còn d chính là z. Em bấm máy tính rồi có hệ bạn thì đáp số của mình chính là thì các bạn nói a sẽ bằng cái a ra bao nhiêu, a bằng không, còn b kem ra số mấy ra thì chính là 3/2. Kiểm tra chung thầy nếu sai la lên. C là bao nhiêu rồi? 3/2. Còn cái số d của mình sẽ là số 3, được chưa? Đó, như vậy là khi mình có được a, được b, được c rồi thì kem chỉ cần thay ngược trở lại những gì ban đầu thôi. Đó. Và tất nhiên các bạn khi nếu bạn nào cẩn thận thì sau khi tìm được a b c d xong mình sẽ kiểm tra lại điều kiện này thì mình thấy trong bài nó thỏa không, nó có thỏa lớn không thì mình kết luận luôn đó, suy được ngay phương trình mặt cầu f sẽ có làm sao, vẫn là x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2ax, lúc này a thì mình không bỏ, trừ 2bi là 2, cái thằng b thành 3/2 là 3/2 y trừ đi 2z là 2z, cái thằng c này thay c nha cũng là 3/2 z, rồi trừ d cộng d, cộng d là chính là cộng mấy này, rồi cộng 3 rồi sẽ bằng số 0. Rồi các em sắp xếp lại cho gọn gàng thành là x bình cộng y bình cộng z bình trừ đi 3y trừ đi 3z rồi cộng số 3, cái này sẽ bằng mấy này? Sẽ bằng 0, được chưa? Và là mình được hoàn thành được cái lời giải câu số 4 ha. Đó.